Ok, nói đi. Chưa bao giờ tao thấy sếp cáu như hôm nay. Vào xin bản báo cáo mà tim đập chân run. Sếp cáu thì cũng phải thôi, tháng này ấy có đủ chỉ tiêu đâu. Phải cố gắng thôi chứ sao giờ. Mà người yêu mày đâu? Sao hai hôm nay tao không thấy tới đón? Thôi, đừng nhắc cái lão ấy nữa, đi du lịch với gia đình rồi. Nắng quá mày ơi. Mà xe ôm kìa, bảo anh trở về luôn cho. Thôi cũng được, đi. Hai cô đi xe ôm ạ? Bạn tôi muốn về Trần Duy Hưng. Từ đây về ngõ 69 Trần Duy Hưng, anh lấy bao nhiêu tiền? Trần Duy Hưng à? À, từ đây về đó tôi lấy 70.000 ạ. 70.000 thôi á? Từ đây về đấy mà có mỗi 70.000. Đấy, mày đi đi. Bây giờ người yêu tao cũng đón tao luôn. Từ đây đến Trần Duy Hưng 70 á? Tôi trả anh 40 thôi. Mày nói cái gì đấy? Anh ý lấy 70.000 là rẻ rồi. Mày đừng có làm khó người ta. Nhưng mà tôi chỉ trả anh có 40.000 thôi. Anh có đi không? Trời nắng như thế này ấy, không phải tôi gọi taxi đấy. Có điều hòa mát còn an toàn nữa. Từ đây về đấy tôi lấy 70.000 là rẻ lắm rồi. Chẳng qua từ sáng đến giờ chưa được quốc nào nên tôi mới lấy giá như vậy thôi. Chứ đường đi vừa xa vừa nắng nóng nữa. Thôi, hai cô cho tôi xin 70. Tôi chỉ trả anh có 40.000 thôi. Thêm 1.000 tôi không đi đâu. Thế tao cho mày 1.000, mày đi nhá. Mày đừng có bắt bẻ người ta nữa. Ui, taxi. Mày thấy cái ông này trông vừa bẩn bẩn, trông gian gian à? Mày nói thế không sợ người ta chạnh lòng à? Quen biết cái gì mà chạnh lòng. Tao đi taxi kệ mày đấy. Mày không đi thì thôi. Anh ơi, ba em nó lại không đi nữa, anh thông cảm nhá. Không sao đâu. Đi. Anh đến rồi đấy à? Đợi anh lâu chưa? Lâu lắm rồi đấy. Chào em, anh là Huy. Cái gì đấy? Ai cho bắt tay phải bắt tay? Người yêu tao là chỉ được nhìn thôi, không được sờ mó lung tung nghe chưa? Em chào anh ạ. Cái gì nó kể nhiều về anh lắm đó. Bên ngoài nhìn anh đẹp trai quá. Anh cũng đang nghe Mi kể rất nhiều về em đấy. Nó lại nói xấu gì em đúng không? À không, Mi bảo em ấy là một cô gái xinh đẹp và giỏi giang nữa. Em nói thế bao giờ? Thôi, mình về đi anh, em đói lắm rồi. Thế còn bạn em thì sao? Nó bắt taxi về bây giờ ấy mà. Thế à? Thế để anh bắt taxi cho em nhá. Dạ vâng ạ. Ôi, anh ga lăng quá. Bình thường thôi mà. Anh nghĩ đàn ông sinh ra ấy là để quan tâm và chiều chuộng phụ nữ. Mày đúng là có phúc lắm ấy nhá. Thôi để anh gọi xe cho. Vâng, nhanh em nhá. Vâng, em cảm ơn. Thôi, mình đi đi anh. Thế chẳng lẽ cứ để bạn em ở đây à? Kệ nó, có người yêu để làm gì cơ chứ. Thế thôi, bọn anh xin phép về trước nhá. Dạ vâng ạ. Bye bye. Taxi lâu thế nhở? Tớ tan tầm mày ơi. Mà tao thấy đi taxi đắt như ma ấy. Ở kia ở xe ôm kìa. Hay là mày đi tạm đi. Tao thấy anh ấy cũng hiền lành mà. Mà tao không thích. Mày
lắm chuyện đấy nhở. Ở đây đường vắng, đứng một mình nguy hiểm lắm. Vẫn địa chỉ cũ, hôm nay anh lấy bao nhiêu? Hai cô vẫn về đấy, thì anh lấy 70.000. Hôm nay vẫn 70.000, 50.000 có đi không? 70.000 là rẻ lắm rồi. Thêm cho anh 20.000 thôi, rồi anh chở đi. Thôi, tôi tiếc gì. Tôi xin lỗi. Mày buồn cười thật đấy. Đi chơi hết 500 một triệu thì không tiếc, còn mới 20.000 mà cũng kỳ kèo với người ta. Tao nói thật với mày, nếu mà người yêu tao không đón á, tao đi xe ôm về rồi. Nhưng mà tao cũng thích. Kìa, taxi của mày về đấy, đi về đi. Alo em à. Ừ, anh đứng một lát nữa rồi anh về thôi. Hôm nay chả hiểu sao ấy, chẳng được có khách nào cả. Ừ, em cứ ăn cơm trước đi. Ừ, thế nhá. Thế lại phải đợi taxi à? Giúp cái gì mà giúp, ra đây vớ vẩn ấy, nó lại xiên cho cái đấy. Thôi đi đi. Anh bị điên à? Người ta bị đánh bay, em bị cướp kìa. Em hay thế nhở, có phải đồ của mình đâu. Có ai không? Cướp. Ui. Im trật tư. Có ai không? Cướp. Anh ơi, anh có sao không ạ? Không sao đâu. Anh ra đâu, anh xe ôm lên xem sao đi. Từ từ đã, biết đâu chúng nó có 5-7 thằng ra đây vớ vẩn, nó úp mình thì sao? Sao anh hèn thế nhở? Thấy người ta gặp nạn anh như thế à? Anh có phải đàn ông đây? Anh là con trai, chưa phải đàn ông. Anh nói tóm lại là em có đi không? Em không. Có đi không? Không. Không đi anh đi. Anh có sao không ạ? Mày ơi, nó đánh anh ấy đau quá mày ạ. Đánh cái gì? Giờ mà mày còn mở mồm ra nói được à? Ngày trước thấy người ta nghèo thì mày khinh thường, với mày chỉ có người giàu mới tốt thôi. Mày nhìn thấy thằng Huy chưa? Cứ dẻo mồm ga lăng này ga lăng nọ, thế mà đến lúc cần đàn ông thật sự thì nó chạy mất tiêu. Đúng là thằng hèn. Còn anh nữa, sao anh ngu thế? Ý em không phải là thế, nhưng mà anh hiền quá. Con này nó đối xử với anh như thế mà anh vẫn giúp nó, để cho bị đánh như thế này. Nếu mà là em á, em cho người bê nó luôn đi rồi ấy. Anh ơi, em có tiền này, mình đi bệnh viện đi anh. Thôi, cô cầm lấy tiền của cô đi. Thấy chuyện bất bình thì tôi giúp thôi. Mày để cái tiền của mày mà đi taxi đi. Anh ơi, mình đi bệnh viện đi. Nếu mà nhẹ thì không sao, còn nặng thì còn kịp thời cứu chữa. Đi thôi anh. Bao nhiêu anh ơi? À, của em hết 35.000. À, em tí. Đây, anh cầm cả đi ạ. Ờ thôi, ai làm thế? Để tôi lấy tiền thừa trả lại cho cậu. Thôi, thằng nào mai phải nhờ anh chở đi mà. Thì tôi cảm ơn nhá. Vâng. Em về đây. Ờ, cậu về nhá.
Ơ à, sao em đứng đây làm gì? Em đợi anh lâu chưa? Anh bị làm sao đấy? Xe nhà có xong đi. Suốt ngày đi xe ôm làm cái gì? Ơ à, thì đi xe ôm vừa không phải lái vừa không mất công gửi xe làm sao? Nếu mà anh đã lười như thế thì sao không đi taxi? Nhìn mấy cái thằng xe ôm kia lụm tha lụm thuộng, biết được gian ngay như nào mà tin tưởng. Nếu em không thích ý, thì thôi em không đi nữa. Không sao đâu mà. Anh lừa mấy cái lần sau rồi. Mấy tháng nay nhá, anh tích cho ông ta bao nhiêu tiền rồi. Đừng tưởng em không thấy. Thì bây giờ anh thấy hoàn cảnh của anh ấy khó khăn, lại còn sống một mình nữa, nên là anh muốn giúp một tí thôi chứ làm sao đâu. Anh ta kể khổ với anh như thế mà anh cũng tin được á? Cái bọn lừa đảo bây giờ ấy, chúng nó muôn hình muôn vẻ, tinh vi lắm. Chúng nó chỉ đợi anh mềm lòng rồi tin tưởng là chúng nó xích anh vào luôn đấy. Em làm gì mà nói như phim kinh dị thế? Anh nhìn thấy anh Tùng thật thà mà. Em đây này, bị lừa bao nhiêu lần rồi. Lúc thì cô bé bán tăm, lúc thì bà già mù, xong rồi lúc thì bị trộm cắp móc túi. Thực ra ấy, cái bọn lừa đảo này, chúng nó giàu gấp mấy chục lần anh em mình đấy. Ừ, em nói cũng đúng đấy. Xã hội bây giờ chả tin được ai cả. Mà thôi, đi về đi, không thằng Hải nó chờ. Ừ. À, tại sao cái lão kia vẫn chưa đi nhỉ? Hay là lại định rình mò trộm cắp gì đấy không biết. Ơ, à, đây Linh ơi. Ơ, à, chào cô. Cô đi xe à? Đi đâu? Tôi chở cô đi. À, đã, đây là em gái của em đấy ạ. À, hóa ra cô là em gái của cậu ấy à? Phải, cô là em gái của anh ấy đó. Cái người mà anh hay dắt mũi rồi moi móc tiền bạc ấy. Ơ này, tôi có moi móc gì của cậu ấy đâu. Này nhá, bây giờ thì anh chưa, nhưng mà sau này kiểu gì anh chả tính kế để lừa anh ấy. Chẳng hạn như là lừa anh ấy cho vay tiền, hay là rủ anh ấy làm chuyện xấu, rồi gánh tù tội cho cái lũ đồng bọn của anh ấy. Này, em làm gì? Em đừng có mà đặt điều cho anh Tùng như thế chứ. Từ nay nhá, tôi cấm anh không được đứng đây bắt khách nữa. Nhìn cái mặt gian trá của anh, trối hết cả mắt. Cô thông cảm cho tôi với, ở đây đông người, tôi mới bắt được khách. Đi về. Anh Tùng ơi, anh bỏ qua cho em gái em nhá. Nó nói khó nghe thế thôi chứ mà không có ý gì đâu. Ê, anh từ mai anh cứ đứng ở đây bắt khách đi. Có gì em từ từ giải thích cho anh nhá. Cảm ơn cậu nhá, cậu tốt quá. Mà anh em cậu sao lại một trời một vực thế nhỉ? À, tại vì em gái của em ấy ngày xưa hay gặp lừa đảo anh ạ. Anh thông cảm cho nó nhá. Ra thế. Thôi, không sao đâu. À, tôi xin phép về đấy ạ. Cậu về nhá. Hải, ăn cơm nào. Hải, sao chị gọi em không thưa chị? Cố mà nói chuyện đi chứ. Em định cứ như thế này cả đời đấy à? Sao thằng Hải nó lại bị cái bệnh chết tiệt này cơ chứ? Mày định như thế này cả đời à em? Chuyện bị tật ấy, Hải nó cũng không mong muốn đâu. Anh biết là em thương Hải, nhưng cứ mang gắt như thế, nó lại càng sợ em hơn đấy. Nhưng mà em khó chịu lắm. Em chỉ muốn nó mở mồm ra nói vài câu thôi. Bệnh tự kỷ là thế mà. Thằng bé không thể giao tiếp thoải mái như người thường được đâu. Này, dạo này anh thấy em hay cáu gắt với cả căng thẳng lắm nhá. Nên là anh tìm mua cho em bộ sản phẩm này này. Rick Skin cơ à? Đây là sản phẩm chăm sóc da tốt nhất hiện nay đấy. Công dụng nhá, dưỡng da này, chăm sóc da này, giúp da khỏe mạnh hơn, nuôi dưỡng giúp da từ sâu bên trong đấy, làm mờ vết thâm nám, còn nhiều công dụng lắm, em tự tìm hiểu nhá.
anh thấy sản phẩm này khá là hợp với em đấy. Anh trai em dạo này chu đáo quá. Em cảm ơn nhá. Chào Hải An. Mẹ hết rồi. Nào Hải, ăn đi. Công an, công an đâu, công an. Mày có ăn đi không, nhanh lên. Thôi, anh em mình đi xem phim hoạt hình nhá. Đi. Hải. Thôi, em đừng buồn nữa. Chị đưa em đi chơi nhá. Đi. Này, sao anh vẫn chưa đi chỗ khác à? Thì anh trai cô bảo tôi đứng ở đây được mà. Cậu ấy chưa nói gì với cô à? Cái ông này chỉ giỏi đi lo chuyện bao đồng. Nào, chị đã bảo phải nghe lời chị cơ mà. Hóa ra đây là em út của cô à? Tôi cũng thấy cậu Tú kể qua qua. Hóa ra anh với cả anh trai tôi cũng thân thiết nhau phết nhở. Chuyện gì anh ấy cũng đi kể với anh được. À, không phải đâu cô ạ. Ngày nào tôi cũng đón cậu Tú đi làm. Nên là... mà tôi thấy cậu bé này cũng đang bị bệnh như vậy. Cô không nên mắng em nó như thế. Này, tôi cảnh cáo anh nốt một lần cuối nhá. Từ bây giờ trở đi, anh không được ở khu này nữa. Tôi không thích gần khu tôi sống lại có một cái kẻ lừa đảo như anh đâu. Đi về thôi. Mà chị bảo em nhá, từ lần sau tránh xa những người này ra. Nhìn khố rách áo ôm như thế này, chắc chắn không phải loại người hay ho tốt đẹp gì đâu. Đi về. Ôi, sao bà tức lại không kêu nhở? Chìa khóa. Alo, anh có để xe ở nhà không? Xe của em hôm nay đang đi bảo dưỡng rồi. Không, anh đi làm rồi. Bình thường anh hay đi xe ôm cơ mà. Mấy hôm trước em chả làm ầm lên, cơ anh đi xe ôm còn gì nữa. Hay em thử búc xe đi xem sao. Trời ơi, thế thì muộn họp của em mất rồi. Thôi nhá. Cô ơi, cô vội à? Đi đâu? Tôi chở cô đi. Nhanh lên cái anh này. Đây, đây rồi, đây rồi. Này, bao nhiêu tiền? À thôi, tôi không lấy đâu. Cậu Tú cũng giúp đỡ tôi nhiều mà. Này, cầm lấy đi. Đừng có tưởng vài ba cái mánh khóe này mà tôi tin anh. Cái bọn lừa đảo các anh ý, bây giờ cả tập đoàn, thiếu gì chiêu trò đâu. Tôi không ngu mà bị lừa đâu. Đi ra chỗ khác chơi. Chị đang mệt lắm đấy nhá. Đừng có mà ngồi đây quấy phá nữa. Đi vào phòng nhanh. Có vào không? Thank you.
Linh, sáng em có kịp đi làm không? Kịp. Kịp lúc người ta đi về ấy. Thế cấp trên có trách mắng gì không? Đang dọa đuổi việc đây này. Đau hết cả đầu. Mà sáng nay còn phải kỳ kèo với cái ông xe ôm ấy. Nghĩ mà phát ốm lên được. May mà có anh Tùng ấy, em có đến được công ty còn gì. Ôi, may mà em còn đang phải ngồi soạn email gửi cấp trên xin lỗi đây này. Từ ngày có cái ông xe ôm này đến đây nhá, vận xui cứ kéo đến ý. Phải đuổi ông ta đi mới được. Mà thằng Hải đâu? Nghịch quá em đuổi vào phòng rồi. Hải ơi, Hải ơi. Không thấy Hải đâu Linh ơi. Sao lại thế? Nó đi đâu rồi? Ê cô, đâu em? Làm hơi không? Một đề, không chết được đâu mà lo. Này cậu kia, này, tôi quen với cậu bé này đấy. Cậu đừng có mà làm bừa, không là tôi báo công an đấy. Làm bừa này. Mày thích chết à? Hả? À? Kia. Làm gì đấy? Có sao không? Đây, có sao không đấy? Chị xin lỗi. Chị xin lỗi vì đã mắng em để em chạy ra đường một mình nhá. Người tốt đây này. Anh có làm sao ạ? Tôi không sao đâu. Cũng may là cô cậu đến kịp. Không thì... Cảm ơn anh. Cũng nhờ có anh giúp nên em trai tôi mới được an toàn. Trước đây, tại tôi bộp chộp, cứ nghĩ là trên đời này không có người tốt. Nên gặp ai cũng nghi ngờ như vậy. Thôi, tôi cũng không để bụng gì mấy chuyện đấy đâu. Từ giờ nếu có thiếu gì hay là cần gì thì cứ nói với tôi nhá. Tôi sẽ giúp đỡ anh. À, nếu mà anh muốn đứng đây bắt khách cũng được. Tôi sẽ không ngang ngược gây chuyện với anh nữa đâu. Thôi, tôi không cần gì đâu. Tôi sống một mình cũng đủ rồi. Với lại tôi giúp cậu bé này là vì trước đây cậu Tú cũng giúp đỡ tôi nhiều mà. Hơn nữa, nhìn cậu bé bị bệnh thế này chắc là cũng không dễ chịu gì. Vậy mà chị chưa bao giờ dịu dàng với em. Cảm ơn anh nhá. Hôm nay nhờ có anh mà tôi đã hiểu ra được nhiều điều. À, tôi đi vội, không mang theo nhiều tiền. Anh cầm lấy một ít mà mua thuốc thang. Thôi, tôi không nhận đâu. Tấm lòng thì tôi xin nhận, chứ tiền thì thôi. Thôi nhá, tôi xin phép nhá. Thôi, em không phải ngại với anh Tùng đâu. Anh Tùng là người tốt mà. Mình đi về thôi. Xe ôm không? Lên xe đi. Lên xe anh đèo. Bây giờ không bắt được taxi đâu. Tắc đường lắm. Lên xe đi. Thôi được rồi. Cho tôi đến quán cà phê U-Book càng nhanh càng tốt nhá. Luôn. Không cần địa chỉ. Nhanh. Tốc độ. Tốc độ lên. Úi giời. Trời ơi, phanh đã không ăn rồi còn lại dừng. Sao anh lại đi vào đây? Anh đi đâu đấy? Đây là đường tắt. Bây cái tầm giờ làm sao mà đi được đường chính? Muốn đi nhanh thì phải đi đường tắt chứ sao nữa. Không phải là anh định cướp giật gì tôi đấy chứ? Trời, đã bảo không là không mà lại còn. Đi, nhấc cái tủ lên. Ơi, sao bây giờ mày tới? Mày còn đi xe ôm nữa.
xe mang đi bảo trì rồi, một tuần nữa mới lấy được. Sáng nay múc mãi không được cái taxi nào nên là phải đi xoay ôm cho nhanh đấy. Mà khách đâu rồi hả anh? Ông ấy đi về rồi. Cái ông này khó tính lắm. Muộn một phút là ông ấy không đồng ý đâu. Đằng này muộn hơn 10 phút liền. Em xin gái, cho anh xin tiền xe ôm cái nhỉ. Thế 120. Anh vẫn còn đòi tiền tôi được nữa à? Tất cả là tại anh đấy. Anh cố tình đi đường xa để ăn thêm tiền của tôi chứ gì. Anh không biết là tại anh mà tôi làm mất đơn hàng trị giá 1 tỷ đồng rồi à? Này, cô là ăn nói cho cẩn thận nhá. Tôi là tôi có lòng tốt, đi đường tắt cho cô đi đây nhanh hơn. Không cảm ơn thì tôi lại còn trả treo. Chứ cô mà đi đường chính cả tiếng ở dưới nơi. Thôi anh đừng có mà cãi cùn nữa. Tôi không tin được cái loại người như anh nhá. Anh vừa làm mất của tôi bao nhiêu tiền rồi, bây giờ làm nào? Loại người như tôi thì làm sao? Này, cô đừng có nhìn tôi ăn mặc như này mà đánh giá nhá. Tôi là tôi giống như là hơi bị đạo hoàng và tử tế đấy. Thôi đừng có lằng nhằng. Trả tiền nhanh còn đi quốc khác. Khách đang gọi. Gọi thì mặc kệ anh. Tôi cứ không trả là anh làm gì được tôi. Hôm nay tôi phải cho anh một bài học cái tội ăn tiền của khách mới được. Cái quốc khác đấy của anh ấy, hơn 100 bạc là cùng chứ gì. Cái con bé này. Thôi em. Người ta cũng là dân lao động. Hơn 100 bạc như thế cũng phải được vài bữa ăn rồi đấy. Anh nghĩ anh ta cũng không cố ý đâu. Anh thông cảm. Thôi, tôi gửi anh chút tiền. Anh không cần phải trả lại đâu. Coi như là tiền uống nước. Cảm ơn anh nhé. Cái đẹp trai như anh bạn này có phải tốt không? Anh như cô, trông thì xinh xắn nhưng mà xấu tính xấu nết. À này, cẩn thận đấy. Không ai rước đâu nha. Này, gì đây? Anh đứng lại đấy cho tôi. Nhà mau việc. Sao anh trả tiền cho anh ta làm gì? Cái loại người hám tiền đấy phải cho một bài học mới biết sợ là gì được. Toàn tốt bụng không đâu ấy. Thôi, em chấp anh ta làm gì. Đi, anh đưa em về công ty đã. Khổ quá, anh không gọi được xe. Anh cũng vừa gọi mấy hãng taxi mà chả hãng nào nghe máy cơ. Thế bây giờ phải làm thế nào anh? Anh ơi, xe ôm. Có xe ôm rồi. Ôm anh nghe. Lại là anh à? Lại cô à? Em không đi đâu. Ý giời, nhưng bây giờ đang muộn rồi. Đi đi em, bây giờ có gọi được xe đâu. Nhưng mà không nhưng nhị gì cả. Em cứ đi đi, bây giờ không thể nào đi xe máy sập ba được. Công an bắt chết, đi đi. Đi không? Đi đi đã, nhá. Trời, nhà bao việc. Đi đi, anh sẽ đến sau, nhá. Úp cái nồi lên. Em đi đâu đây? Cứ đi đi, tôi chỉ đường cho. Không lấy thêm tiền là được. Trời, nhà bao việc. Đi ra. Dừng lại đã. Thì đấy, giữa công viên luôn à? Cửa rớt à? Ý giời. Chưa đến nhưng mà tự nhiên tôi đau đầu chóng mặt quá. Làm sao đây? Này làm sao đây? Này cô ơi. Ê cô ơi. Dậy. Cô ơi. Ê. Dậy rồi đấy à? Tưởng không dậy được. Đã định cho cốc nước mặt cho tỉnh. Anh, đồ khốn nạn. Anh làm gì tôi rồi? Bà hét cái mồm thôi. Bà nhìn trên người bà có tiếu mảnh nào không mà bà hét tung nó bằng nhĩ. Nhưng mà đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Đây là một cái phòng người ta chuẩn bị trước cho tôi. Hôm qua đang đi đường thì bà ngất xỉu thế đấy, gọi mãi không được. Chả phải đưa về đây gì. Cảm ơn anh nhưng mà sao tôi lại bị ngất nhở? Hôm qua tôi nhớ là tôi ở công ty cả ngày mà có uống rượu đâu. Hay là tôi bị trúng gió? Có gió lào.
Chúng gió mà khỏe như vâm, hét thùng cái măng nhĩ người ta. Thế tóm lại là có chuyện gì? Ừ thế, bà bị người ta bỏ thuốc chứ sao? Ý anh là sao? Có nhớ cái hôm mà tôi với cô cãi nhau không? Chiều hôm ấy, cái anh bạn đẹp trai mà đứng đợi cô ấy có hẹn tôi ra uống nước. Tôi có biết chuyện gì đâu, được mời nước thì cứ uống thôi. Này, ông bạn hẹn tôi đây có chuyện gì đấy? Cứ bình tĩnh. Anh uống gì? Gọi đi, tôi mời. Thôi khỏi đi, nhà bao việc, nhanh còn đi. Thôi được, vậy tôi nói luôn nhá. Chắc là anh ghét cô gái sáng nay lắm nhỉ? Cũng bình thường thôi. Cái ngữ khách như cô bạn anh sáng nay ấy, tôi gặp đầy. Cô ta không phải là bạn của tôi, mà là sếp của tôi đấy. Thật ra tôi cũng ghét cô ta lắm. Chẳng qua cô ta là sếp, tôi phải nhịn thôi. Cái thói hống hách không có ai ra gì cả. Này, ông bạn hẹn tôi ra đây không phải là để nói xấu sếp ấy chứ? Cũng thông minh đấy. Đúng, chính xác là tôi hẹn anh ra đây là để nhờ anh một việc. À không, đúng hơn ý thì là một vụ hợp tác làm ăn. Không biết anh có hứng thú không nhỉ? Đàn ông con trai, nói luôn, đừng lằng nhằng. Được, nếu vậy thì tôi nói luôn nhé. Ngày mai tôi với anh đến trước cổng công ty tôi đón cô ta. Trước đó tôi sẽ cho thuốc ngủ vào nước uống của cô ta. Khi đi được nửa đường chắc chắn cô ta sẽ ngất. Đến lúc đó anh chỉ cần đưa cô ta đến một căn phòng mà tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. Anh thích làm gì là của anh hết. Nhưng anh bắt buộc phải chụp cho tôi một bộ ảnh mà cô ta đang khỏa thân, để còn tống tiền cô ta nữa. Cô ta là chủ tịch của SVM, chắc chắn không hề thiếu tiền đâu. Đến lúc đó vì danh dự cô ta cũng không bao giờ tiếc tiền để bịt miệng anh đâu. Anh cứ tha hồ mà tống tiền cô ta. Lúc đấy anh tha hồ mà bơi trong biển tiền. Anh hiểu không? Cô ta nào? Cô ta là ai? Còn ai vào đây nữa? Chính là cái con bé mà sáng nay muốn quyết tiền xe của anh đấy. Ông điên à? Đến lúc bà ta nghĩ quẩn lên, tôi báo cảnh sát hay là cho người xử tôi thì sao? Anh nói bé bé thôi. Anh yên tâm đi, tôi sẽ làm tay trong cho anh. Lúc đấy nhá, có vấn đề gì nhá, tôi sẽ chuẩn bị cho anh hết tất cả mọi thứ. Anh có thể trốn và thậm chí anh có thể vô tội luôn. Anh yên tâm đi, tôi sẽ lo liệu hết cho anh. Anh không phải lo. Sao? Anh ok chứ? Mà này, tôi hỏi thật nhá, chỉ vì tính cách của cô ta như thế mà anh phải bày ra cái chuyện này à? Tôi thấy là hai người thân nhau mà. Thôi được rồi, nếu như anh đã hỏi thì tôi cũng chẳng giấu gì anh cả. Tôi thân với cô ta ấy chỉ là đóng kịch thôi. Cô ta leo lên chức chủ tịch là bởi vì bố cô ta là chủ tịch cũ trước đây. Chứ còn tôi giỏi hơn cô ta rất nhiều và tài năng hơn cực kỳ nhiều luôn. Thôi, đợi đến khi anh xong việc, anh tống tiền cô ta, còn tôi lợi dụng cái đó, tôi ép cô ta phải từ chức. Lúc đó tôi sẽ thế vào ghế của cô ta. Anh có tiền, còn tôi có quyền, cả đôi bên chúng ta đều có lợi. Anh tin tôi đi, anh sẽ không thiệt đâu. Đến lúc đấy rồi, anh có tiền, anh đổi đời, anh sẽ không phải đi mài mặt mà nắng nôi đi kiếm tiền nữa. Sao? Anh thấy thế nào? Vụ làm ăn này anh có hứng thú chứ? Được, tôi theo vụ này. Được, hợp tác thành công. Ok. Khốn nạn! Ê, thế này,
Chửi ai đấy? À, không phải nói anh, là tôi nói anh ta. Nhưng mà sao anh không nghe theo lời anh ta nói mà lại nói với tôi để làm gì? Trời, nhìn tôi ăn mặc như này thôi, nhưng mà là người tử tế đàng hoàng đấy. Bố mẹ tôi dạy rồi, nghèo cho sạch, rách cho thơm, không được làm những việc vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật. Cảm ơn anh nhá. Nếu mà không có anh thì chắc là đời tôi tan rồi. Thôi, đi vào rửa mặt đi, rồi tôi đèo lên công an trình báo vô cổ thằng kia lại. Nhanh, nhà bao việc. Thế nào, xong rồi chứ? Xong hết rồi. Được, quả này cái ghế chủ tịch sẽ về tay tôi rồi. Đúng là miệng thì nam mô, còn bụng thì một bồ dao găm nhỉ. Bây giờ tôi mới nhận ra bộ mặt thật của anh đấy Kiếm Anh ạ. Tôi chỉ tiếc là ấy, bây giờ cô mới nhận ra được thôi. Sao? Thế định bao giờ từ bỏ cái ghế chủ tịch đây? Tôi ấy, là tôi nóng lòng lắm rồi đấy, sốt ruột lắm. Anh đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày nữa đi. Thôi, ngoan ngoan đi. Không ngoan đi, tôi sẽ tung hết tất cả những bộ ảnh của cô lên mạng đấy. Cô không sợ à? Ảnh á? Ảnh nào? Hô, cứng nhá. Này anh, mau gửi cho tôi ảnh đi, để xem cô ta còn cứng đâu được không. Không có. Cái gì? Này, đừng có nói là anh ỉm số ảnh đấy để rồi ăn tiền của mình đấy nhá. Không, tôi nói thật mà, không có. Mà này, trông mặt anh cũng sáng sủa đấy, mà sao đầu óc lại chỉ để nghĩ cách để hại người khác thế? Không thấy đau đầu à? Mày... Thôi, chúng tôi báo công an rồi, công an họ đang đợi ngoài kia đấy. Anh khôn hồn ấy thì ra tự thú đi, may ra còn được khoan hồng. Chúc anh có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc trong tù nhá. Mày phản bội tao? Không, tôi đang giúp anh mà. Tôi đang giúp anh để kiếp sau ấy, anh không phải trả cái nghiệp này thôi. Trợn mắt lên nhìn tôi làm cái gì? Này, công an họ đợi lâu là họ xông vào đây đấy nhá. Đến lúc đấy, nhân viên thấy thì chỉ xấu mặt anh thôi. Vẻ nhá. Anh muốn bao nhiêu? Đi vui vẻ nhá. Nói đi, anh muốn bao nhiêu? Bao nhiêu gì? Thì tôi trả ơn anh. Cho tôi một con số đi. Cô em có vẻ là cũng không thay đổi được mấy nhỉ? Thôi, để cái tiền đấy thuê vệ sĩ mà bảo vệ đi. Cái tính của cô em cũng thối người muốn hại đấy. Ơ, này, tôi đùa thôi mà. Đùa kiểu đấy à? Vớ vẩn. À, anh về công ty tôi làm nhá. Làm xe ôm như thế này mãi vất vả lắm. Biết cái mẹ gì đâu mà làm. Đừng có lo, công ty tôi sắp sửa có một khóa đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên mới. Tôi bao ăn ở hết, anh chỉ việc đi học thôi. Học xong thì về dạy lại cho nhân viên. Được à? Được chứ sao không. Cơ hội mới của anh đấy. Anh cứ chăm chỉ học hành đi, rồi về giúp tôi phát triển công ty. Sao? Được. Được rồi. Vậy thì bây giờ lên công ty với tôi. Tôi hướng dẫn anh qua về công việc nhé. Chuyển luôn. Đi thôi. Trời. Chết thật. Dạo này giam xấu quá. Toàn mụn không này. Thời tiết khô hanh như thế này ấy, dễ làm da nứt nẻ lắm. Với cả ấy, bây giờ tình trạng ô nhiễm không khí, em ra đường ấy dễ mọc mụn cực. Thế nên là anh có mua cái này cho em này. Tên tên. Này, đây là sữa rửa mặt Rick Skin. Cái này ấy là sản phẩm mới của công ty đối tác anh. Em dùng đi, cái này ấy, anh đảm bảo là sẽ giải quyết mọi vấn đề về da mặt cho em luôn. Người yêu em công nhận tâm lý thật đấy. Em cảm ơn anh nhá.
À, ngày mai anh không cần phải đón em đâu. Mai anh còn phải họp mà, em tự về cũng được. Thế thì để ông khác, anh đưa em đi ăn bù nhá. Vâng. Anh về đây. Lại quên điện thoại rồi. Thôi, để mai trả vậy. Hey, yo! À, sáng giờ chạy được mấy quốc rồi? Chán lắm. Chạy bục mặt ra được 150. 150? 150 là đủ tiền mời cà phê rồi còn gì nữa. Mày âm à? Đường đường là tổng giám đốc của cả một công ty lớn, đi bắt bạn làm xe ôm mời cà phê chán bạc. Ừ, có gì đâu. Được rồi, bạn bè với nhau chả lẽ lại không mời bữa cà phê. Thôi, tao đùa đấy. Hôm nay tao mời. Hí, đấy, thế mới phải chị. À, đây này, mày xem công ty mày còn thiếu cái việc gì không? Sắp xếp cho làm á, chạy xe để ế ẩm quá. May mà làm được ấy, thì tao đã cho mày làm rồi. Ơ, cái gì tao chả làm được, khi trưởng bạn. Tao ấy, tao cũng đang tìm việc cho mày đây. Là bạn thân của nhau ấy, tao cũng lo lắm chứ. Nhưng mà ai bảo mày tự nhiên bỏ học giữa trường làm gì? Bây giờ bằng cấp thì không có, xin việc nó khó ra. Nhưng mà tao mới là người cái gì cũng làm được đây này. Tao đã tìm cho mày được một công việc rồi. Từ ngày mai ấy, sẵn sàng tinh thần, đi học lái xe ô tô đi. Công ty đối tác của tao ấy đang tuyển vị trí lái xe chở hàng đấy, lương cũng hơn 10 triệu. Ui trời, ngon quá nhỉ. Ừ, chứ còn gì nữa. Hợp lý, hợp lý. À mà hôm nay tự dưng lại gọi bạn ra cà phê này, chắc chắn là nhờ vả gì đúng không? À, tao quên đấy. Nè, đây là điện thoại của người yêu tao. Chắc mày vẫn nhớ cô ấy đúng không? Ờ, nhớ. Mày đem trả hộ tao với. Tầm 4 giờ chiều là cô ấy ta làm. Mà hôm nay tao lại bận việc, tao phải họp ở công ty. Tưởng gì chuyện nhỏ, tí đem cho. Thì tao gửi cái địa chỉ cho mày nhá. Ok luôn ạ. Thôi gọi nước đi, cất điện thoại không tí lại quên đấy. À. Xong chưa? Nửa tiếng rồi đây bố ạ. À. Điện thoại của tao ấy cũng không phải là hàng kém chất lượng đâu. Không tin. Đây chắc là bạn hay là người thân thôi. Mày buồn cười thật. Tao đó, còn đi theo dõi cơ mà. Chúng nó còn cười cười nói vui vẻ lắm. Xong lại còn đưa cho cả vào cả nhà hàng cơ mà. Mày đừng làm tao nghĩ linh tinh. Từ trước đến giờ ấy, cô ấy đối xử với tao tốt lắm. Không bao giờ để tao phải suy nghĩ việc gì cả. Không làm mày suy nghĩ,
thì mới có thời gian mà đi với Giai. Sao? Ý mày thế nào? Cho tao mượn bộ quần áo của mày đi, cả xe nữa. Em, đi về thôi. Anh ăn mặc kiểu gì đấy? Mà ô tô của anh đâu? Hôm nay anh cũng muốn nói sự thật với em luôn. Thật ra ấy, anh chỉ làm lái xe thuê thôi. Cái gì? Vậy là bấy lâu nay anh lừa tôi. Chuyện hôm qua anh không đón em được ấy. Thật ra là anh bị đuổi việc. Bây giờ anh đang phải chạy xe ôm. Tại vì anh yêu em nhiều quá nên anh... Nên cái gì? Tốt nhất là anh nên tránh xa tôi ra đi. Em, trước đây em bảo là anh có thế nào thì em cũng yêu anh cơ mà. Là vì lúc đấy tôi tưởng anh giàu có cho nên tôi mới nói yêu anh thôi. Nếu tôi biết trước được anh chỉ được kim mã ấy, thì tôi đã không yêu anh rồi. Đúng là tốn thời gian mà. Anh không ngờ là em có thể nói được những câu như thế này đấy. Trước đây em ân cần, quan tâm anh lắm cơ mà. Sao bây giờ thấy anh như thế này, em lại quay ngoắt đi là sao? Em nhìn đi, đây là ai? Sao anh có tấm ảnh này? Em giải thích đi, đây là ai? Việc gì tôi phải giải thích chứ? Người yêu của tôi, đấy là người yêu của tôi đấy. Em... Tôi là như thế đấy. Mà tôi cũng nói luôn này, tôi không chỉ yêu mình anh ta đâu, mà còn rất rất nhiều người nữa cơ. À mà nói thế nào được nhở, cũng không phải là yêu đâu. Chẳng qua là tôi đang lợi dụng các anh thôi. Khi nào tôi mà tìm được mối ngon hơn ấy thì tôi đá các anh đi. Em thật là quá đáng. Tôi nói cho anh biết, anh là người đầu tiên bị loại trong danh sách đó đấy. Cô vừa nói những cái gì? Hóa ra từ trước đến giờ là cô lợi dụng tôi à? Anh hiểu nhầm rồi. Em yêu anh thật lòng mà. Thật cái con khỉ ấy. Quà của cô đây, cầm lấy rồi cút khỏi cuộc đời tôi. Anh đi thì đi. Anh nghĩ tôi cần anh à? Không ngờ là cô trơ trẽn như thế đấy. Ê, xe vào đưa xe quần áo tôi đi làm chứ. Ngồi trong xe đợi sốt hết cả ruột. Anh là ai? Bonjour, xin trịnh trọng giới thiệu với cô. Tôi là Hải XO, mà dịch ra là Hải xe ôm, bạn thân của anh Tuấn, giám đốc công ty Vivu. Cái gì? Giám đốc á? Đúng rồi. Mà này, xem nào, xe hỏng điều hòa thế nào ấy, ngồi nóng thế. Mà nhanh giả xe với cả quần áo tôi đi làm, cả ngày chả được quốc nào không ăn cám. Đáng nhẽ tôi nên nghe lời ông. Thế là... Cô ta đúng là loại con gái đào mỏ đàn ông. Không chỉ mình tôi đâu, mà còn rất nhiều người khác nữa. Đúng là cái loại hồ ly tinh. Cái loại này á, còn đánh chết không tha được. Anh, em xin lỗi chuyện vừa rồi. Anh bỏ qua cho em nhá. Mình làm lại từ đầu được không anh? Em sẽ bỏ hết tất cả để yêu anh mà. Đến bây giờ mà em vẫn xin anh được à? Một lần, rồi sẽ có lần hai. Xin lỗi, anh không thể yêu em được nữa. Đúng rồi đấy, cái loại này á, mình không nên tiếc. Bỏ thì bỏ, sợ gì chứ? Anh nghĩ tôi cần anh à? Tôi có nhiều mối ngon hơn. Đã thế à, tôi sẽ tung những hình ảnh của cô lên trên mạng để xem lúc ấy cô lừa được ai không. Anh, thank you.
Diệu gọi đến cho tôi. Ờ, bác không nhận ra cháu ạ? À? Cháu là Diệu, con của mẹ Hằng, là bạn với cái Mi hồi cấp 3 đây ạ. Hôm nay cháu qua đây có gửi cho bác ít quà. Diệu à? Cô đi cũng lâu rồi đấy chứ nhỉ? Chí chắc cũng phải 5 năm rồi đấy chứ. Mà cô lên thành phố làm ăn có được không? Hôm nay lại còn qua đây biếu tôi cả quà nữa à? Mà biếu quà gì đấy? Sâm tố nữ à? Cũng được đấy chứ nhỉ? Tôi cảm ơn nhá. Cháu lên thành phố làm cũng dư giả được chút ít ạ. Nhớ là ngày xưa bác cho mẹ cháu mượn tiền nên là hôm nay cháu qua thăm và cảm ơn bác luôn. À, tưởng ai? Hóa ra là bạn học cũ à? Mà tưởng lên thành phố làm ăn kiểu gì mà mua được mỗi con xe ghẻ đấy kia. Mi, con vừa nói gì cơ? Cái Diệu nó bảo là nó làm ăn dư giả lắm mà. Nó còn mua cả sâm tố nữ tặng mẹ đây này. Trước mẹ cho nhà nó mượn hẳn 2 triệu. Bây giờ nó trả nợ rồi, biết ơn cũng là đúng thôi. Mà con nghe nói nhiều người trong làng mình lên thành phố làm ăn rồi nợ nần cả đống ra ấy. Có khi con này cũng chả khác gì đâu. Cô cũng ghê gớm nhỉ? Dám đến nhà tôi bày trò để lừa tiền à? Thảo nào, nhìn cái mặt cô đến nhà là tôi đã biết không có gì tốt đẹp rồi. Cút, cút đi. Ơ, bác hiểu lầm cháu rồi. Cháu qua đây là chỉ để thăm bác thôi. Cháu làm trên thành phố cũng có tiền mà. Bác đừng nói cháu như thế. Biết đâu cô ta giả vờ tặng mình mấy món quà này rồi lại mượn tiền thì sao hả mẹ? Cô ăn nói quá đáng lắm rồi đấy. Tôi qua đây cũng chỉ để thăm bác với cả cô thôi. Sao cô lại ăn nói như thế? Này, cô định to tiếng với ai đấy? Con tôi nó nói đúng quá mà, cho nên cô mới dễ nảy lên như thế. Nhìn cái xe của cô ấy thì đánh giá ngay được con người của cô mà. Cô cũng giống con mẹ cô thôi, làm cả đời mà vẫn nghèo kiết sắt, có khác gì nhau đâu. Đúng là nhà vô phúc mà. Bác có thể nói cháu, nhưng bác không được đụng đến mẹ cháu. Cháu biết ơn năm xưa nên mới qua đây thăm bác thôi. Nếu bác và Mi nói như thế thì cháu xin phép đi về đây. Về, cút đi. Cút. Phải, cút đi. Nhà tôi không có chứa người như cô. Mẹ đuổi nó đi là đúng đấy. Hôm nay may mà có con, không có nó lại ngọt nhạt với mẹ. Mẹ lại cho nó vay tiền thì sao? Đúng là cái đồ nghèo hèn, làm ăn thì thua lỗ, lại còn dám vác mặt về đây. Chỉ có con gái mẹ là giỏi thôi. Mà con chuẩn bị đi, Tân nó sắp về rồi đấy. Nó đưa con lên thành phố làm ăn, cố gắng mà làm lấy vài năm rồi về làng làm ông này bà nọ, cho mẹ được nở mày nở mặt nhá. Vâng mẹ, con biết rồi. Ngồi xuống đây con. Mày bị dở người à? Không thấy tao đang đi đường à? Này, có một bà dở người ấy nhá. Đường to lù lù thế này mà không đi. Bà cứ chăm chăm vào tôi mà đâm làm gì? À, này, hay là thấy thài đẹp trai quá nên là đâm vào tôi đúng không? Đấy. Bà già rồi, tôi còn trẻ, tôi còn trinh ấy. Đừng có mà dụ dỗ tôi nhá. Mày bị điên à? Tao mà thèm vào cái loại mày ấy. Lại chả đúng. Thôi. Bà lựa đi nhá. Mà tôi bảo này, đi để ý vào, không lại lao ruộng. Nhìn đến trai đẹp ấy, thì bớt hám vào nhá. Làm người ấy, có tí liêm sỉ tí đi. Lượn, có lướt vào trong. Mày! Lượn, lượn. Con kìa, mày bị mù à? Tự nhiên lao vào xe tao, xước hết cả xe tao rồi đây này. Chính cô là người đi sai mà. Cô là người đâm vào xe của tôi đấy. Tao đi đứng đàng hoàng, chính mày va vào tao,
làm sức hết cả xe tao rồi. Mày biết xe này là xe tao mới mua không? Đền đi, đền ngay cho tao. Không tao vả cho gãy răng đấy. Này, cô ăn nói quá đáng mà thôi. Chính cô là người đâm vào tôi, lại còn bắt tôi đền á. Cô đừng có mà giao ai ở đây. Nếu cô muốn làm lớn chuyện, để tôi lên gọi trưởng thôn xuống để cho rõ nhá. Sao? Đây là làng tao, đất của tao. Tao nói mày sai là mày sai. Hôm nay mày mà không đền ý thì đừng hòng đi khỏi đây. Luật trong làng này là thế, xe cũ đền xe mới. Trong hôm nay mày mà không đền cho tao thì mày đừng hòng đi ra khỏi đây. Không, tôi không tiếp tay cho cái sai. Cô thích thì cô cứ ở lại, tôi có việc phải đi rồi. Mày định đi đâu? Hôm nay mày không đền cái xe của tao thì mày đừng có hòng đi đâu cả. Cô bỏ cái tay ra, cô đừng có mà quá đáng. Mày chụp cái gì đấy? Tin tao đập điện thoại của mày không? Sao? Đập của tôi á? Tôi thách chị đây. Có giỏi đập đi. Tôi sẽ đến tận nhà chị và mẹ chị đền tôi điện thoại mới. À, này, tôi nói chị biết nhá. Rõ ràng tôi là chị là người đi sai. Chị là người đâm vào chị Diệu trước. Bây giờ chị còn ăn vạ. À, tôi sẽ chụp những tấm hình này lại. Tôi sẽ gửi cho bố tôi xem. Bố tôi là trưởng thôn, ông ấy sẽ biết để phân xử như nào. Không phải việc của mày. Xoắn đi. Tôi là con trai của trưởng thôn. Bố tôi ấy là trưởng thôn của cái thôn này. Nên là tôi phải có trách nhiệm giúp bố tôi xem xét những vụ nhỏ nhặt như thế này nhá. Tôi nói chị biết, làng mình là làng văn hóa, không phải làng ăn cướp mà chị lại ăn vạ chị Diệu như thế nhá. Chị đừng có thấy chị Diệu mới ở thành phố về mà bắt nạt nhá. Hai đứa chúng mày, được lắm. Tao không thèm nói chuyện với hai đứa chúng mày nữa. Chạy ra. Cảm ơn cậu nhá. Dạ, không có gì đâu ạ. Mà thôi, chị chấp vặt cái bà ấy làm gì. Từ xưa đến nay, bà ấy đã vô lý kiểu như thế rồi. Toàn cậy nhà mình có tiền xong rồi ra oai người khác. Em á, là em chúa ghét mấy kiểu nhỉ. Thật không là ghét của nào trời trao của ấy đấy. Cho chả thèm. Thôi, chị đi về nhá. Vâng ạ. Chị về nhá. Bác Hoa, có chuyện gì mà bác chặn xe cháu vậy? Cô ghê gớm, gian trá, lươn lẹo lắm. Cô đi tông vào xe con tôi, cô lại còn chửi mắng nó, kêu người đe dọa nó. Cái loại người như cô ấy, ra đường có ngày xe tông trời đánh đấy. Bác ăn nói vừa phải thôi, đừng có mà độc miệng quá. Là cái mi nó đâm vào cháu trước mà, cháu không mất đền thì thôi. Bác lại còn ra đây ăn vạ cháu à? Nỉ thì xe này, nỉ thì xe này. Bác làm trò gì đấy hả? Mày định bắt nạt con gái tao à? Tao nói cho mày biết nhá. Hôm nay ý, mày mà không đền vết xước xe của con tao, mày không đi khỏi đây được đâu. Tao không để yên cho mày đâu nhá. Bác đừng có mà vô lý quá. Cháu không làm gì sai cả, cháu không đền. Đấy, con đã bảo mẹ mà. Cái loại nó vừa bướng vừa lì, y như con mẹ nó vậy. Này, đừng có mà lôi bố mẹ tôi vào đây. Này, mày đừng có mà bắt nạt con gái tao nhá. Tao sẽ đi cả làng rêu rao là con mẹ mày không biết dạy mày, để mày dám hỗn láo với tao. Và mày còn phá xe của nó nữa nhá. Bác đừng có mà vu khống. Được rồi, tôi đưa tiền là được chứ gì. Bao nhiêu? 5 triệu. Xe mới, cần phải bảo dưỡng kỹ. Mau đưa tiền đây. Đây, đây là tiền mua lại nhân phẩm của hai người đấy. Cầm lấy, còn đừng bao giờ làm phiền tôi nữa. Này, con thấy chưa? Hôm nay nhờ có mẹ cho nên mới xong việc luôn như thế này. Mẹ, đưa con. Thôi để tao cầm cho. Nhưng mà tiền con mà. Đi. Cô Hoa, tìm được cô khó đấy. Chắc cô chưa quên tôi chứ. Cậu Toàn, sao cậu biết tôi ở đây mà tìm? Sao lại không biết? Chưa có một con nợ nào mà thoát khỏi bọn tôi đâu.
Số tiền 50 triệu mà tính sao đây? Bà vay lâu lắm rồi đấy. Tiền lãi hàng tháng ấy là 10 triệu mà 2 năm rồi bà chưa trả một xu. Bây giờ tôi không thèm tính tiền lãi với bà, chỉ tính tiền nợ thôi. Bà có trả không? Nhưng mà tôi không có tiền, nhà tôi cũng không có cái gì hết. Bây giờ cậu có giết tôi cũng không có tiền trả cậu đâu. Con mụ này cứng nhờ, tưởng nói câu không tiền là xong với tôi á. Được rồi, để tôi chặt ngón tay bà đi, chặt từng ngón, xem bà còn cứng được không nhá. Làm đi. Không không, cậu đừng làm thế. Tôi có mà. Đây, tôi có con gái tôi. Tôi cho nó đi theo các cậu. Nó là đứa ngoan ngoãn giỏi giang, cậu bảo gì nó cũng nghe theo. Mẹ làm thế mà được à? Con là con gái ruột của mẹ đấy. Mày là con gái tao thì mày phải cứu tao chứ. Mày đi theo chúng nó, nghe lời chúng nó, mày cứu mẹ đi. Không, lúc này có 5 triệu đấy, mày đưa cho người ta đi. Làm gì có, mày cứ vớ vẩn. Bà già ghê gớm đấy, dám bán cả con gái mình đi để trục lợi à? Tiền thì giấu cho kỹ vào. Tôi cả đời làm cái nghề này chưa gặp một ai như bà đâu. Còn 45 triệu nữa, bà tính sao đây? Tôi xin cậu đấy, cậu lấy con gái tôi đi. Tôi thực sự không có tiền mà. Mẹ bán con đấy à? Sao mẹ đối xử với con như vậy chứ? Mày khốn nạn, mày là con gái tao, mày phải hy sinh cho tao chứ. Mẹ đi mà hy sinh, tôi không muốn. Mày đủ rồi đấy. Bây giờ tôi chặt tay bà đi, mỗi ngón ấy là 5 triệu. Tôi xin bà 9 ngón, làm đi. Không, đừng phải người. Ai? Các anh là ai? À, mà lại dám đến làng tôi để làm loạn thế à? Biết bố tôi là trưởng thôn không? Người làng mày à? Bảo vệ ghê gớm đấy nhở? Thế thì trả tiền cho nó hộ tao cái. Nó nợ tao 45 triệu. Muốn bảo vệ à? Được tiền đây. Các anh cứ vui tính, em lấy đâu tiền trả. Các anh cứ bình tĩnh, tôi sẽ trả cho các anh. Cô em mạnh miệng đấy nhở? Thế thì trả tiền ngay đi, anh sẽ bỏ qua cho nó. Cứu bác với. Đọc số tài khoản đi, tôi sẽ chuyển khoản cho anh. Đồng thời đưa cả giấy vay nợ ra đây. Chuyển đi cô em. Rồi đấy. Ồ, cô em nhanh đấy. Anh thích những người như cô em. Đây là giấy vay nợ. Nhưng cô em cũng phải cẩn thận với cái loại người này đấy. Sống mà bán rẻ con mình để chuộc lợi thì cũng chẳng ra gì đâu. Ok, tôi hiểu rồi. Đi thôi. À, lần sau có mượn tiền ấy thì đến cho tôi nhá, dịch vụ luôn hoàn hảo. Đi. Gọi ra nhờ cái nào. Rồi hai người đã sáng mắt chưa? Hai người đã thấy ai mới là người tốt chưa? Mày không phải dạy khôn tao. Nhà nó vay tiền tao thì bây giờ nó phải có trách nhiệm trả. Mà nhìn nó ăn mặc sang thế kia, 45 triệu có là cái gì? Bác đúng là cháo trở tao đấy nhở? Gớm. Cái số tiền đấy á, con gái tao lên thành phố làm mấy tháng là trả nợ hết. Mày đừng có nghe nó mà ôm chân theo nó nhá. Con gái tao á, nó quen hẳn phó giám đốc của tập đoàn SVM đấy. Tôi ở trên thành phố làm thư ký, lương tháng chục triệu. Đến lúc đó tôi trả. Đừng có tưởng trả giúp tôi ít tiền rồi đứng đây mà vênh mặt. Hai người đúng là cái loại ăn cháo đã bắt. Tôi nghĩ cô ấy không đủ điều kiện để vào SVM làm đâu. Ở đấy người ta cần những người có đạo đức, còn cô ấy thì không. Mày biết gì mà nói? Mày ganh tị với con gái tao à? Mày chống mắt lên
rồi tao sẽ cho mày thấy. Anh về đón em lên thành phố đi à? Em chuẩn bị hết đồ ở nhà rồi đấy. Không, anh về đây để đón một người quan trọng. Giám đốc, sao chị lại ở đây ạ? Cái gì cô? Giám đốc? Cô là giám đốc á? Tôi tưởng cô làm ăn thua lỗ, phá sản rồi cơ mà. Phải đấy, anh có bị nhầm lẫn gì không? Cô ta mà là giám đốc á? Em đừng đánh giá người khác qua quần áo chứ. Đây là chị Diệu, giám đốc của tập đoàn FM đấy. Dạ thưa chị, có chuyện rồi ạ. Có chuyện gì đấy? Xe bị chết máy, chắc là em phải mang đi sửa ạ. Thôi, đành chịu vậy, để tôi đi xe máy về quê cũng được. Sao thế được à? Hay là em thuê xe cho chị nhá? Có gì mà không được, lúc còn đi học, tôi toàn đi xe máy về quê mà. Tôi về ít hôm, lúc nào xe sửa xong, cậu xuống đón tôi cũng được nhá. Tiện thể tôi mang xe về quê luôn cũng được. Vâng, khi nào sửa xong, em sẽ báo cho chị ạ. Được rồi. Em chào chị. Alo mẹ ạ. À, con xong việc con cũng sắp xếp về luôn đây ạ. Mà 5 năm rồi con chưa về, không biết bây giờ làng có thay đổi gì không mẹ nhỉ? À, con có mua sâm tố nữ về biếu cô Hoa đấy ạ. Vâng, để cảm ơn chuyện năm xưa luôn. Vâng ạ, thế mẹ nhá, con chào mẹ. Hóa ra cô là giám đốc à? Phải. Và tôi cũng xin nói cho cô My biết rằng tôi sẽ không nhận cô vào công ty để làm việc. Vì nhân cách và thái độ sống của cô, cô muốn vào công ty làm để lương tháng chục triệu, nhưng lại không biết rằng mình phải làm gì để xứng đáng với số tiền lương đấy. Còn anh Tân, anh khiến tôi quá thất vọng. Anh tuyển dụng người như thế à? Dùng quan hệ để cho lên chức sao? Từ ngày mai, anh xuống vị trí trưởng phòng một tháng đi, để tôi xem anh còn biết quý trọng năng lực hay không. Vâng ạ. Mẹ, không thể có chuyện như thế được. Vậy là con không được đi làm nữa sao? Mẹ nói gì đi chứ. Bác xin cháu, cháu nể tình ngày xưa gia đình bác đã giúp đỡ mẹ cháu. Cháu hãy cho cái My về công ty làm với. Nó là đứa ngoan, giỏi giang, lại có năng lực nữa. Cháu xin lỗi, nhưng tiền mẹ cháu đã trả đủ, và cháu cũng đã vừa trả nợ cho bác rồi. Từ nay mong bác đừng nhắc đến chuyện ngày xưa nữa. Còn lý cháu đã quyết, cháu sẽ không thay đổi. Đi thôi. Diệu, Diệu ơi. Là tại mẹ đấy, giúp con chó nó còn trả ơn, giúp người người trả oán. Bây giờ con không muốn công việc nữa, thế là toang rồi. Hai mẹ con bác đúng là ghê thật đấy. Cái gì cũng nói được. Người ta giúp mình thì chê, người ta không giúp thì chửi. Đúng là nồi nào vùng đấy, mẹ nào con đấy. Đã thế tôi sẽ đi nói cho cả làng biết, cho cả làng biết bộ mặt thật của anh rồi.